Vừa qua, tại thủ đô Paramaribo, Đại sứ Việt Nam tại Brazil kiêm nhiệm Suriname Phạm Thị Kim Hoa đã đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác với chính phủ và cộng đồng người Việt Nam tại Suriname. Trong chuyến thăm, Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa đã đến gặp và chào từ biệt Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Thương mại và Hợp tác Quốc tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy sản, Bộ các vấn đề kinh tế, khởi nghiệp và đổi mới công nghệ và cộng đồng người Việt Nam tại Suriname. Các bộ trưởng đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của Việt Nam cũng như những đóng góp tích cực vào việc phát triển mối quan hệ truyền thống hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa chính phủ và nhân dân hai nước, đặc biệt là trong nhiệm kỳ của Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa. Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa khẳng định, Việt Nam rất coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước ở khu vực Mỹ Latin, trong đó có Suriname, nên việc tiếp tục duy trì, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau là hết sức cần thiết, đặc biệt là trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Cũng trong dịp này, Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa cũng đã tạo kết nối, giúp cộng đồng người Việt Nam tại Suriname có cơ hội được đối thoại trực tiếp với Bộ trưởng Panama Sudien, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy sản và các quan chức cấp cao của chính phủ Suriname, từ đó mở ra nhiều cơ hội làm ăn và đầu tư cho cộng đồng người Việt Nam tại Suriname.